I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn đã đến với kênh Health VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game Tam Quốc ha. Chẳng biết nó là Tam Quốc gì luôn, nhưng mà để mình hướng dẫn cho các bạn ha. Thì chúng ta bấm vào đây để đăng ký. Rồi chúng ta bấm vào đây nè, bên này ha. Ví bậy rồi, cái này là tài khoản của mình. Đây, thì lúc đầu thì nó ra như vậy ha, các bạn như vậy. Các bạn bấm vào cái chữ màu vàng này nè. Đây. Rồi, chúng ta bấm một lần nữa. Rồi, bây giờ chúng ta đặt cái tên tài khoản ha. Mật khẩu. Thiếu. Rồi, ok, bây giờ chúng ta bấm vào cái máy bên tay trái này nha. Rồi, bấm vào. Rồi, bây giờ chúng ta đã vào game. Đó. Con này thì đang free shop GME ha. Thì ngày thứ nhất thì cũng chẳng có gì nhiều. Thì quan trọng là ngày thứ hai mới nhận được cái vé GME của nó ha. Ta lướt vào luôn đi. Rồi tới phần chọn nhân vật. Chọn nữ đi. Có ông đặt rồi hả? Nhanh vậy. Rồi đặt đại một cái tên nào đi. Rồi, đó, giờ thành công rồi đó. Rồi, vào game nè ha, đánh nè. Trận đầu tiên mình sẽ để cho các bạn xem ha. Trận thứ hai thì mình sẽ lướt qua bằng cái nút ở đây nè. Đó. Trận đầu đánh mới hay. Đó. Cái con đang đánh là... Cái con này là cái gì ta? Triệu... Triệu Vân, không phải cái gì. Cái gì quên mẹ nó rồi ở... Với Điêu Hiền quên rồi. Tự nhiên quên mất tiêu tên. Rồi bây giờ thì lướt cho lẹ ha. Rồi bây giờ chúng ta đánh con boss này ha. Đây boss của ải 1. Mập kinh. Đó. Ui rồi ôi.
có con mắt ở giữa đây nè, con mắt này ở giữa bụng đó. Nhìn mặt hài, hài kinh thiệt chứ. Úi giời. Ơ gì vậy? À đây. Rồi, sắp hướng dẫn các bạn cái chỗ gầm ơi rồi ha. Gán chờ chút đi. Rồi, chúng ta thoát ra. Nhận quà. Đây, không có gì hết. Quất ở đây. Đây có quà đăng nhập nè. Đây là quà nạp. Bấm vào đây ha. À, nó phi với chúng ta 30.000 ngọc. 300.000 ngọc nè ha. Đó, ngọc xanh. Đây có mình nhắc lại ha. 300.000 ngọc xanh nó nằm ở đây ha. Đây. Ngọc xanh nè, đó 300.000 phi đó, cái đó là phi á ha, 300.000 ngọc đó là phi á. Rồi trong này cũng không còn gì nữa hết. Rồi 300.000 đó mà cộng với đây là 330 ha. Rồi sơ như vậy, rồi chúng ta lướt ra nè. Đây đây là cái chỗ mà nhận đây cái vé này là 10 tệ ha. Đó 10 tệ nè, mà ngày thứ hai chúng ta mới nhận được nha. Ngày thứ hai đó 10 tệ, này là 2 tờ là 20 tệ. Ngày thứ hai nè, ngày thứ hai mới mở được shop game đó. Rồi qua ngày thứ ba, thứ ba là được cũng 20 tệ nữa ha, là 40 tệ. Ngày thứ năm nè, ngày thứ năm là được thêm 30 tệ nữa, là 70 tệ. 70 với cái này nữa là 10 tệ, 100 tệ chứ. 100, này là 120. 140 ha. Rồi, đây shop game thì nằm đây. Đó, game 1, game 2, game 3. Game 3 là 100 tệ. Đó. Là full 7 ngày là chúng ta được là 120 tệ ha. Đây game 1 nè, qua ngày thứ hai là mở game 1 nha. Đó game 1 thì mua được những thứ này. Đây 10.000 ngọc xanh. Đó game 2 đây 50.000 ngọc xanh. Đó ở đây là 50 vạn. Đó, 50 vạn tương đương với là 500.000 ha, 500.000 ngọc. Đó, xài thả ra. Rồi G14, G14 thì 200. Đó, ai muốn nạp cho 80 nữa là nạp. Đó. Full G16 là 1.000 tệ. Đó, bên mình nhận nạp tệ luôn nha. Rồi, ok. Thì cái thẻ hồi nãy thì đâu rồi? Đâu rồi, chờ chút. Đây, cái thẻ lệnh bài chúng ta sẽ nhận được một đó, một tướng một tướng đỏ nha. Ủa đậu quên, ở dưới cũng có được thêm con tướng đỏ nữa đó, nhưng mà bây giờ vô đổi con này cũng được đó, lên liền. Bây giờ mình sẽ qua một cái ạc mà mình online 2 ngày ha. Đấy ra là up hôm qua nhưng mà vào rồi, nhưng mà để qua ngày thứ hai để ăn cho các bạn xem. Để nhiều bạn nói là mình nói phép, nó phát gì đó. Ok, bây giờ qua cái ạc bên kia nha. Rồi, đây là cái ạc mình online 2 ngày ha. Đây, online 2 ngày. Đó, thì bây giờ ngày thứ nhất nè. Thứ
nhất chưa nhận được mua được cái rương ha. Nè thứ hai nè, đó vé VIP và 50 vạn nè. Nó mới nhận đó, mới nhận đó. Ủa lộn, 50 triệu, ủa lộn, 50 ngàn kim nguyên bảo, ủa lộn, 50 ngàn ngọc ha. Rồi trong này thì ngọc là vô hạn ha, bạc cũng là vô hạn ha. Là ta nó phi cái GM3 rồi. Online 7 ngày là chơi hả ga. Không có gì phải xoắn. Xuống shop GM mua ha. Đây. Đó, 10.000 mua được. Ủa quên, chúng ta chưa ăn. Sorry các bạn. Đây. Đó. Vậy là chúng ta nạp được 20 tệ. Ở mà 20 tệ. Đây, mở rồi ha, mở shop mua. Đó, mua được rồi ha. Rồi cái này chắc ngày mua được một lần quá, đúng rồi. Mua được một lần thì tranh thủ mua ha. Đó. Game này thì chắc cũng nhiều bạn biết rồi, nhưng mà có nhiều bạn nói mình là không có up con ba quy này nọ, nên hôm nay mình up con này cho các bạn ha. Đó, G12 nè cũng mua được một lần, G13 cũng mua được một lần. Đó, ngọc xanh xài thoải mái ha. Trong túi còn cái gì nữa đây, đây. Đó, ở đây là có nhiều tướng lắm ha, hôm qua quên. Đó. Đó, tướng phép đồ này nọ. Ý, thằng này là giống cái gì thằng gì quên tên nữa thì chứ. Hôm nay làm game Tam Quốc mà tự nhiên quên tên hết mấy thằng Tam Quốc tào lao rồi. Nó được hai con ha, để ghép vô đội hình cho các bạn xem. Đó, đó. Ôi ôi, nó đánh nè, đánh không chừa một ai. Đù cho. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ like và share con video này để nhiều người biết tới nha. Còn bạn nào biết rồi thì đừng có ném đá mình ha. Này là chỉ muốn giới thiệu cho những anh em nào mà chưa biết tới game thôi ha. Rồi. Đâu mất rồi, bây giờ chúng ta vào cái VIP. Rồi, VIP. Đây. Mua luôn chứ. Đó, tướng đỏ, má ơi. Tướng đỏ, hên là hồi nãy không mua con này. Đậu phụ con cóc. Lại được tướng đỏ. Có đủ mua không? Mua đủ luôn. Ô, đồ đỏ nè. Úi giời giời. Mũ đỏ, nón đỏ luôn. Úi giời. Các bạn nhớ share và like con video này nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh HeoVKT nha, để ủng hộ
và nói chung là ủng hộ về mặt tinh thần đi, trước mắt là tinh thần đi, để mình có thêm động lực mà để làm thêm những video mới cho các bạn nha. Rồi, đã hết rồi, đã hết ngọc rồi, các bạn đừng mua quá tay cho mình nha. Qua ngày mai là chúng ta mở được 10 tệ rồi ha. Con này thì đổi không được rồi. Đây. Con này con gì tự nhiên quên tên mẹ nó rồi. Con này cũng quên tên luôn rồi. Thiệt chứ. Bù. Người yêu của Điêu Hiền nè. Không phải đóng trác đâu nha mấy chú. Tôi còn minh mẫn lắm chứ, tôi không phải tôi ngu đâu nha. Đó, thấy chưa, đó, rồi. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ like và share, rủ bạn bè đăng ký kênh của mình nha. Share vào những cái nhóm trên YouTube này nọ đó. Ở lòng trên Facebook á, để cho nhiều bạn biết tới kênh mình, ủng hộ kênh mình ha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.